Thì thôi ơi, coi kìa má ơi, coi nó chạy ghê chưa. Trời ơi quá xá luôn, khủng khiếp. Thôi thôi coi, coi sóng nó đập rồi kìa. Ghê chưa? Đây có chiếc vỏ nó đang chạy chế ga các bạn. Trời ơi coi nó nhào kìa. Ghê chưa? Ê hồi hồi thấy cái lường luôn các bạn, thấy cái lường luôn, ghê vậy. Thôi ơi, à cái anh tài công ở chiếc mũi, ghê vậy, cái anh tài công ở chiếc mũi các bạn. Cái này anh ở chiếc mũi này chắc hai cái quả hòn của anh chắc là thun tới cổ rồi. Coi kìa, coi kìa. Thôi ơi coi nó nhào kìa các bạn. Trời ơi coi kìa. Ghê chưa? Thôi ơi coi kìa. Quá rồi. Tài công ngồi ở chiếc mũi luôn. Thôi ơi coi kìa. Quá dữ luôn. Trời ơi. Ê ui, ghê chưa. Trời ơi quá trời ơi. Chiếc này thì vô tới đây luôn các bạn. Ghê chưa? Cái này cái anh tài công này y gan như anh đi tàu lượn như nha các bạn. Nhào lên nhào xuống, nhào lên nhào xuống rồi kìa. Trời ơi cái anh này chắc ban đêm về anh ngủ chắc là anh nằm mơ, anh là anh bay không á. Quá đây con thuyền nhỏ đang vô các bạn. Có mấy chị gái luôn nha. Trên chiếc ghe này hình như là có ba chị gái, chắc độ là ở ngoài hòn vô hay gì đây. Chạy mà bê qua bê lại luôn các bạn, gió thì thổi mình á là bê qua luôn bê lại luôn.
Bà ơi, tốc độ chạy ở ngoài hồ sẽ chạy vô này. Đây con tàu này, chiếc này hồi nãy chạy ra các bạn, bây giờ chạy trái vô lại. Mưa tới rồi nha. Đây, chiếc này ra khơi. Ôi ôi, khói rồi kìa. Mưa vẫn ra khơi luôn nha các bạn. Đây, chiếc này ra khơi, chiếc kia chạy vô các bạn. Chiếc hồi nãy chạy ra, giờ chạy vô. Giờ là mấy anh kia đang chạy vô để tính bảo đây. Anh này chạy ra. Trời ơi. Wow, chiếc này có tốc độ chạy vô rồi nè. Phát hiện là cái cơn bão quá. Đây, bây giờ là chiếc vỏ này đang chạy trái vô các bạn. Sóng quá sóng rồi. Trời thì đang mưa lắc nhắc nha. Gió khá là mạnh. Đây bây giờ đã vô. Chuyến này vô gần sát bờ các bạn. Đây cái con thuyền này, con tàu này vô mới giữ nè các bạn. Con này thì nó khá là nhỏ nha, nhưng mà nó hơi khẩm. Hiện tại giờ là mấy anh đang chạy vô quá chạy. Những con thuyền nào mà ở ngoài biển này hiện tại giờ thì đang chạy trái vô nha, để núp sóng và núp gió. Nó vượt sóng rồi kìa. Đây bây giờ nó vượt vô gần tới bờ rồi các bạn. Đây một chiếc này giờ thì đang chạy dưới vô nè các bạn. Sóng quá sóng rồi, anh cố gắng anh chạy riết vô nha. Quá coi anh đảo kìa. Này hình như là chiếc này cầu sò hả, cầu lụa gì vậy? Coi trời ơi, coi anh đảo kìa. Một chiếc nữa nè, hiện tại bây giờ thì nghe vô rất là nhiều nha.
đây có chiếc vỏ nó đang chạy chới ga các bạn. Trời ơi coi nó nhào kìa, ghê chưa. Ê hồi hồi thấy cái lường luôn các bạn, thấy cái lường luôn, ghê vậy. Thôi ơi, à cái anh tài công ở trước mũi, ghê vậy. Cái anh tài công ở trước mũi các bạn, cái này anh ở trước mũi này chắc hai cái quả hòn của anh chắc là thun tới một cổ rồi. Coi kìa, coi kìa. Thôi ơi con nó nhào kìa các bạn. Trời ơi con kìa, ghê chưa. Thôi ơi con kìa, quá rồi. Tài công ngồi ở trước mũi luôn. Thôi ơi con kìa, quá dữ luôn. Trời ơi. Ê ui, ghê chưa. Trời ơi quá trời ơi. Chiếc này thì vô tới đây luôn các bạn. Ghê chưa. Cái này cái anh tài công này y gan như anh đi tàu lượn như nha các bạn. Nhào lên nhào xuống, nhào lên nhào xuống rồi kìa. Trời ơi, cái anh này chắc ban đêm về anh ngủ chắc là anh nằm mơ, anh là anh bay không á. Quá rồi, cho chiếc ghe chạy vô nha. Quá rồi, quá rồi. Ghê chưa. Đây chiếc này giờ đang chạy tới vô nè các bạn. Hồi nãy chiếc tàu kia thì chạy ra hòn nha. À, chiếc này đang chạy tới vô, nó cũng đang vượt sóng, đang chạy vô sóng ở ngoài thì đùa vô. Vô gần tới rồi các bạn. Còn cái chiếc ở ngoài này nữa, ngoài này đang chạy tới vô chiếc đó nè. Trời ơi coi sóng nó dẹt sóng rồi. Mấy cái chiếc vỏ này thì vượt sóng rất là hay nha. Đây cái chiếc này nè các bạn, chiếc này thì tuốt ở ngoài khơi mà nó chạy vô nha. Trời ơi, trời thì đang mưa nha các bạn. Chiếc này thì vô tới bờ rồi. Còn chiếc này thì vẫn còn ở ngoài này nè. Hãy subscribe.
đây chiếc này đang vô gần tới bờ luôn nè các bạn. Rồi con nó đảo qua đảo lại kìa. Đây chiếc này là đang chạy vô nữa các bạn thấy kìa, sóng ở ngoài ngoài nè. Đang vượt vượt rồi thò vô có kìa. Quá. Chiếc này thì đang đạp vô khói mịt mù ở trơn nè các bạn. Giờ trở lại chiếc này cho các bạn xem nè. Có cái chiếc này nè các bạn, chiếc này nó trao qua trao lại khá là nhiều luôn nha. Rồi chiếc này giờ chạy vô đằng sát trong đây nè các bạn. À, trời thì đang đổ cơn mưa. Chiếc này thì nó đang chạy chạy vô nha. Thôi nó đảo kìa. Anh chị nào mà đi biển không quen thì gặp mấy tình cảnh này thì rất là sợ nha. Và nó đảo kìa các bạn. Đây bây giờ là ảnh đang chạy trái vô nè các bạn. Giờ chưa? Ê sóng mà nó hợp xuống cái ảnh không có thấy thuyền ảnh luôn, muốn không thấy cái mũi luôn á. Rồi ảnh đảo kìa. Quá. Yeah.
Đây cái chiếc này hiện tại bây giờ nó đang chạy chạy ga hay gì các bạn. Quá chiếc này quá lớn rồi. Chiếc này thì ga thì sóng nó vượt sóng rất là dữ nha. Thôi rồi coi kìa, vượt sóng rồi. Đây chiếc này đang chạy trái vô nè các bạn. Trời ơi coi nó vượt sóng rồi kìa. Chiếc này thì chiếc vỏ lãi nha. Wow, anh nhỏ mà anh đi anh vượt sóng quá trời dữ luôn. Trời ơi coi anh vượt rồi các bạn. Ghê chưa? Khủng khiếp. Quá tốc độ. Xịt khói luôn. Quá dữ luôn rồi. Xịt khói luôn các bạn, coi tăng ga xịt khói ra phun khói luôn kìa. Quá rồi, quá rồi, quá rồi. Ghê chưa? Trời ơi, coi kìa. Khói đen mịt mù hết trơn. Tài xế này chạy quá bạo nha. Trời ơi, sóng là nó hợp xuống muốn hết thấy cái vỏ của anh luôn các bạn. Ghê chưa? Sáng nước hết trơn. Quá khủng khiếp rồi. Coi khói đen nó ra coi kìa. Ghê chưa, ghê chưa. Thôi thôi má ơi, con khói đen nó ra.
tài công là chạy ghê không? Rồi rồi, bị cái gì luôn á gì ơi? Anh tưởng đâu chiến dịch anh mất gác hay gì nha, anh dở lên nha. Ghê chưa, tốc độ của nó chạy kìa, khủng khiếp không? Hình như là cái chiếc này đang chạy ra khơi hay gì nè. Đây chiếc tàu con này cũng đang đạp trở vô các bạn, khói vô kìa, mịt mù hết trơn kìa. Cái chiếc này hình như là có hai cái gọng ở trước hay gì á, chiếc này ủi cái gì á. Đây cái chiếc này giờ nó chạy vô tới đây các bạn, coi nó trao rồi kìa. Ghê chưa?